quá cho nên là mình xin vô chụp vài tấm ảnh. Em hỏi chị ở đây là chị công chuyển hay sao ạ? Nhà chị có một miếng đất nhỏ ở đây. Đúng rồi, chị đi ngang qua chị thấy cái vườn hoa cải của cô em rất là nhiều. Cảm ơn em. Giữ gìn sức khỏe nha, học tốt nha, cố gắng lên. Ok em. Em cảm ơn ạ. Thôi chụp đi. Vậy là tôi là hàng xóm nhau đúng không? Rồi em đăng ký luôn. Em có đăng ký kênh YouTube của chị nha. Ủa vậy á hả? Sắp tới chị sắp quay YouTube lại. Ê chờ em lên. Đợi em một tí. Lắm. Ok. Ok. Nhìn sức khỏe nha, học giỏi nha. Em quay một cơ tiếp nhỏ đi chị. Quay quay lắm à. Mình là tự tin là được, không vấn đề gì hết. Đây mình nghỉ thôi. Đây nha. Sau này em anh thấy em lên kia mà hay là lên đây đâu chọc anh nhớ qua anh thấy luôn. Bye bye.